Chào các bạn nha, chào lại các bạn yêu tử vi. Chào bạn Phi. Xin chào các bạn yêu thích tử vi nha. Lâu quá rồi, bây giờ mới được nghe lại giọng của bạn Phi mà ngồi mạn đàm tử vi với bạn Phi. Bạn Phi dạo này khỏe không bạn Phi? Mình khỏe. Hôm nay mình chuẩn bị ra ngoài cho trận coi trận Super Bowl. Bên bên bạn đô thị chuẩn bị tới đâu rồi? Bên đây cũng vậy, bên đây mà trời tuyết quá, từ hôm qua tới hôm nay là tuyết nó đổ trắng xóa hết cả một cái đường. Nhìn ở ngoài đường là chỉ thấy có mỗi cái lá cờ đỏ là cái lá cờ KC, họ support cho cái đội KC hôm nay đánh thôi. Còn tất cả mọi nhà đều im lặng hết, mình nghĩ là chắc họ đang mong đợi cái trận game của ngày hôm nay. Ở bên Cali là hình như là khoảng thêm 2 tiếng nữa, đúng không bạn Phi, là bắt đầu vào trận game. Ừ, Đúng rồi. Cali đó 3 giờ. Thì tất cả bạn bè mình đều hẹn nhau tầm 2 giờ gặp mặt rồi. Mua đồ ăn, đồ uống, chuẩn bị hết. Qua coi chung, khí hậu Cali hôm nay mát mẻ. Hơi lạnh chút, chắc về đêm hơi lạnh. Hạnh phúc quá, mà như là bây giờ còn khoảng hơn Bên Casey rồi. vậy là coi như mình còn khoảng hơn 1 tiếng mấy nữa là vào coi game Super Bowl, khoảng lúc 5 giờ bên mình thì bên Cali là khoảng 3 giờ. Vậy thì mình tranh thủ mình trả lời một số những cái câu hỏi tử vi trong thời gian bây giờ mình còn khoảng 1 tiếng nữa rảnh. Được không bạn Phi? Đồng ý không? Được, 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 đồng ý. Ok rồi, thì đây là một cái những cái số câu hỏi mà mình có gửi cho bạn Phi. Mình trả lời cái bạn đầu tiên có tên là Hà Trần. Thì bạn Hà Trần hỏi rằng là cho em hỏi cung huynh đệ mà có đại hao thì sao chị nhỉ? Mời bạn Phi. Thì thông thường nếu mà mình rất khó để mình trả lời mấy câu hỏi này, thông thường chúng ta có lá số thì chúng ta dễ trả lời hơn. Thì trước tiên là cái sao đại hao thì nó nằm trong bộ sao lập bàn, nó nói về tài phú. Thì nếu như mà rơi vô cung huynh đệ thì có nhiều thứ để nói, nó không hoàn toàn mang tài phú không. Nhưng mà ăn thua là cái chính tinh của cái cung huynh đệ là gì thì mình mới quyết định được là ở đây song hao nó mang ý nghĩa gì, nhất là con đại hao. Thì nếu mà chị nói về tài phú không á, mà nếu như anh bố bộ chính tinh đẹp á, thì rất có thể anh chị em mình trong gia đình mình có những người mà rất giỏi về buôn bán làm ăn, thì giỏi về đầu tư tài chính, giỏi về chứng khoán. Nhưng con song hao này nó không ngộ sát tinh thì khá là tốt, mà mình phải quan trọng nữa là trong đây là vị trí đứng của Lưu Ly Văn Tinh là chung với đại hao hay là chung với là cung xung chiếu của cung vinh đại là tiểu hao, thì cái đó quyết định khá là nhiều thứ. Nhất là ví dụ như ở đây mà nếu như mà thất sát là chủ cung này ngồi song hao thì đại hao thì hơi căng, nhưng mà nếu như mà đây là tham lang ngồi song hao thì lại là tốt. Nên cái tùy vào cái thế đứng của chính tinh là sao gì, bạn Rosie có đồng ý với mình không? Dạ vâng, cái đó đúng. Các bạn lưu ý là khi mà mình để lại một cái lời nhắn hoặc là một cái câu hỏi tử vi ở dưới cái phần bình luận đó, thì tiếc gì mà không để luôn cả cái ngày tháng năm sinh cho người ta cái thông tin đầy đủ để họ kéo cái lá số ra, họ nhìn tổng quan thì cái dự đoán nó có cái phần chính xác hơn. Còn bây giờ mình chỉ cho có một cái sao ở trong cái cung đó mà không nói sao chính tinh là gì, sao biết trả lời. Đó, cho nên là các bạn lưu ý cái đó là nhớ để lại đầy đủ thông tin mình giới tính gì, câu hỏi cụ thể của mình trong cái cung đó là cái gì, thì người ta mở cái lá số ra sẽ trả lời nó có cái phần nó tổng quát nó hay hơn. Rồi bây giờ mình thật ra cái con sao đại hao với tiểu hao là nằm cái bộ song hao, mà nếu mà nói song hao là nó nằm trong cái vòng bát sĩ lộc tồn rồi, là không thể nào mà không giải thích qua một chút về lộc tồn bát sĩ nó như thế nào. Thật ra đây là một cái bộ nó rất là hay, nó hay lắm các bạn, nó có từng ý nghĩa, từng những cái cung đối nó như thế nào, tại sao đứng ở cái thế như vậy. Thì bây giờ mình liên miên chút xíu qua cái con sao, cái vòng lộc tồn trước đi. Thì bây giờ mình nói cái cặp nha, cặp sao bát sĩ lộc tồn lúc nào cũng đồng cung và lúc nào cũng sẽ ở cái cung xung chiếu của nó sẽ là cái bộ Philim. Đó, là cái con sao Philim đấy. Thì bây giờ mình hiểu nó như thế này, cái người mà có sao bác sĩ đứng tại cung mệnh của họ thì bác sĩ nó là một cái hình ảnh của một cái vị học giả, một cái người có cái tính kiên nhẫn nè, học hỏi, thích tìm hiểu, nghiên cứu các những cái hiện tượng phức tạp của trời đất. Mình nói ví dụ, đây là một cái người cũng có cái cách gọi là cẩn thận, tỉ mỉ hoặc là sạch sẽ, cái kiến thức họ sâu rộng, họ quảng bác, thì tất nhiên lúc này họ cần có cái thời gian để nghiên cứu.
Thì khi mà nghiên cứu như vậy thì sao? Chúng ta cần có cái phương tiện vật chất thì mới nghiên cứu thành công được. Cho nên lúc này lọc tồn sẽ an cùng với bác sĩ là như vậy. Thì cái lọc tồn nó chính là đại biểu cho cái phương tiện vật chất. Rồi cái cung xung chiếu của nó là cái cung bên kia. À, thì cái hình ảnh bây giờ là cái anh Phi-Liêm. Anh Phi-Liêm là một cái kẻ đứng trước một cái kho tàng của người khác. Tại vì lọc tồn là cái cung xung chiếu của Phi-Liêm. Thì cái người thường mà đứng trước một cái kho tàng thì mình khó khi nào mình dằn được cái lòng của mình lắm. Mình dễ bị động tâm, mình muốn chiếm cái của người ta thành cái của mình, cứ là trong cái suy nghĩ của mình thôi. Đây là cái hiện tượng do bản thân của họ thúc đẩy ra. Thì cái người Phi-Liêm đứng tại mệnh thường là những cái người họ có cái tính mau lẹ, xông ra làm hành động liền, là cái người Phi-Liêm. Cho nên đây là cái hình ảnh nó phản chiếu lẫn nhau, đúng không? Lộc tồn là sự kiên nhẫn dài lâu, Phi-Liêm là sự vội vàng thoáng chốc. Đó, thì hai cái hình ảnh nó tương phản này nó rất là hợp lý. Rồi khi mà chúng ta nói như vậy thì cái song song đó thì cái bộ song hao sẽ luôn luôn thẳng gốc nha với bác sĩ. Đó, thì các bạn nhìn cái hình mình vẽ nguệch ngoạc chút xíu thì các bạn thông cảm. Tại vẽ ra như vậy thì mình nói nó dễ hiểu hơn. Thì mình lấy cái ví dụ như nếu mà cái bộ song hao của các bạn nằm ở hai cung Tý Ngọ thì lộc tồn sẽ nằm ở cung Mão Dậu. À, thì các bạn cứ tính rồi đúng không? Nó thẳng gốc, nó nằm ở đâu cũng vậy, nằm ở dần thân cũng vậy, nằm ở tỵ hợi cũng vậy, thì nó luôn luôn sẽ thẳng gốc với cái bộ kia. À, thì bây giờ nó liên quan giữa lộc tồn và song hao. Thì cái hình ảnh như vậy nó cho chúng ta cái đầu tiên đó là chúng ta để ý nè, có phải là cái bộ lộc tồn, nó con sao lộc tồn thì đúng hơn, nó giáp giữa kình và đà. Thì trong cái tam hợp lúc nào sẽ có một sao hao, một sao hao nha sẽ luôn tam hợp với con sao Kình Dương, và một con sao hao còn lại sẽ tam hợp với con sao Đà La. Đó, các bạn không tin các bạn mở lá số ra coi có đúng không. Cái bộ song hao của các bạn, một con sẽ tam hợp với con Kình Dương và một con kia nó sẽ tam hợp với con sao Đà La. Đấy, thì ở đây chúng ta nhìn ra được cái phản đề của lộc tồn trên cái căn bản phương vị là cách đứng của nó. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy hai cái mặt nó khác nhau nè. Song hao là cái tính mất mát về cái vấn đề vật chất, thì lúc này lộc tồn nó sẽ phản lại cái ý nghĩa đó là cái tính thu hoạch về cái vật chất. Nếu mà nói song hao là người rộng rãi hoang phí thì người lộc tồn sẽ là người ki cóp cần kiệm. Nói một người song hao là người cởi mở khoáng đạt, à hơi bê bối một chút xíu, có gì nó hơi phóng túng cũng đúng, thì anh lộc tồn sẽ là cái người cẩn trọng bảo thủ và khép kín. Đó, thì ở đây chúng ta thấy một điều sao? Một điều là cái bộ song hao nó không hẳn là xấu. Nó có hai mặt vừa xấu mà vừa tốt. Cái yếu tố quyết định là cái phương vị, cái tính chính là cái nơi nó nằm ở đâu. À, nó nằm ở cung nào giống như bạn Phi vừa mới nói hồi nãy. Thì cái cung nó nằm đó, nó đắc địa hay hãm địa, nó nói lên cái tính tốt hay là cái tính xấu. Nếu mà nó nằm ở cung đắc á, thì cái mặt tốt của nó biểu hiện tốt hơn. Còn nếu nằm ở cung xấu thì nó có nhiều cách nó biểu lộ những cái mặt xấu ra. Tuy nhiên, lúc này cái chìa khóa sẽ là cái bộ khôi việt. Thì mình lấy một cái ví dụ đi, mình lấy cái ví dụ của người năm ất, người năm ất á, thì các bạn có phải là người ất á, thì khôi việt sẽ nằm ở hai cung thân và tý. À, nó hỗ trợ cho song hao đấy, thấy chưa? Đó. Thì lúc này nó sẽ từ xấu mà nó thành tốt. À, tại vì khôi việt nó chính là cái người mà quý nhân giúp đỡ cho mình vào những cái lúc hoạn nạn. Khôi việt nó cũng giúp cho những cái bạn mà âm dương nghịch lý song hao hãm. Bộ khôi việt là cái bộ hay lắm đó, hôm nào mình với bạn Vi phải nói cái bộ khôi việt này mới được. À, mình lấy một cái ví dụ nữa là cái người người can tân. À, người can tân thì lúc này chúng ta thấy người can tân là lộc tồn an tại cung Dậu, đúng chưa? Bây giờ mình nói âm nam đi. Âm nam thì cái người can tân, cái con sao tướng quân nó rất dễ bị gặp trệt. Người âm nữ thì tướng quân rất dễ gặp sao tồn. À, thì lúc này có phải là gặp nhiều cái phiền toái, tại vì không sao tướng quân mà gặp tuần triệt là hay dễ gặp những cái phiền phức trong cái tam hợp của lộc tồn, mà song hao bây giờ lại hãm địa ở hai cung Tý Ngọ người can tân đó nha, thì đây là cái thế gọi là cái thế tuyệt vọng. Nhưng rất may là cái bộ khôi việt nó lại đóng ở hai cung Dần và cung Ngọ, nó cứu viện cho nó, thì lúc này xấu rồi sẽ thành tốt, nguy nan sẽ gặp được quý nhân, là cái lực cái luật bù trừ ở trong cái lá số tử vi. Song hao mà đắc á, thì cái người này kiểu gì kiểu cũng có cái tính gọi là có tài mà có tật. Ngựa chứng mới là ngựa hay, gây phiền toái đấy, nhưng lại đồng thời lại có rất là nhiều những cái hay cái lạ đến cho cuộc đời, giúp cho cuộc đời thêm nhiều những cái màu sắc hương vị. À, thì đây là cái bộ mình nói sơ sơ một chút cho các bạn
hiểu sơ qua cái cách mà đứng ở 12 phương vị của nó đối xứng với nhau như thế nào và nó có cần những cái bộ hỗ trợ như thế nào. Cái đó là lý do tại sao cần phải coi cái lá số tử vi tổng quan là như vậy. Rồi, để trả lời lại cái câu hỏi của em là tên gì ta? Hà Trần. Ừ. Nếu mà em chỉ nói là cái con sao Đại Hao mà đóng tại cung huynh đệ thì trên cái ý tưởng nó là cái sự xa cách một chút thì nó tốt hơn. Nếu mà nó đi cùng với nhiều những cái bộ sao sát tinh hình hao linh kiếp á, thì anh em của mình có khả năng là những cái người nó hơi chơi bời một chút ăn chơi phá đó, hoặc là anh em có thể là cách được là sống xa nhau. Thì đó là chị trả lời chung. Một lần nữa là các bạn nhớ nha, phải để lại đầy đủ thông tin. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái câu hỏi số 2 ha bạn Phi ha. Ok, thì cái câu hỏi số 2 là của một bạn tên là Đạt Nguyễn. Thì mình có gửi cái lá số tử vi cùng với cái câu hỏi của bạn Đạt cho bạn Phi rồi đó. Thì bạn Đạt hỏi rằng là cái cung tử của cái người em gái mình trong nhà đó, thì cái cô này sanh vào ngày 19 tháng 10 năm 2000 vào lúc 3:30 sáng dương lịch. Hỏi cái cung tử có thái âm hãm mà gặp thiên hình rồi hợp hóa kỵ tiểu hao lại cô thần nữa, thì cái này có phải là xấu hay không? Thì mời bạn Phi cho bạn Đạt một vài cái ý nha. Mời bạn Phi. Đây là mình hẳn hoi, mình có lá số này. Thì ở đây thì chúng ta dễ nghiệm lý hơn. Thì bạn đặt để ý này, có nghĩa là ở cái cung tử tức cùng của con gái mình á, thì ăn khá là nhiều sao sao xấu, nhất là ví dụ như hóa kỵ, cô thần, thiên hình, kiếp sát, tinh thông, song hao mà lại mình lại ngộ sao trình dương địa không địa kiếp quả tú, thì mình ngộ khá nhiều, trong đây có tam hợp phá toái nữa, thì cho thấy báo hiệu là cái cung này sẽ có một chút vấn đề, thì con gái mình cần quan tâm. Thì cung tử tức nó sẽ báo hiệu trước một thành là cái lúc mà thời điểm mình có con, mình sinh ra, thứ hai là mình nuôi dưỡng, thứ ba là khi tương lai khi mà con mình nó đã có thành tựu thì chuyện gì nó xảy ra trong ba yếu tố đó. Thì không thể nào mình nhìn lá số mình có thể nghiệm lý chắc chắn là cái trường hợp này xảy ra khi mà đứa bé chuẩn bị được sinh ra, hay là đứa bé nó đã bắt đầu lớn lên, hoặc là đến khi mà nó về già hoặc có bệnh, lúc mà mình về già mà con mình bệnh trước mình, cái này không thể nào biết trước được. Thì ở đây ví dụ như là mình có thể đi kiếm cách đơn giản nhất là ví dụ như là sao thế ông ngộ hóa kỵ, thì cung tử tức luôn luôn có vấn đề, nhất là hóa kỵ ngộ thiên hình, ngộ cô quả, ngộ kiếp sát thiên không, báo hiệu được điều là trong thời điểm sinh con hoặc là mang con mình sẽ gặp khá là nhiều trục trặc. Nếu như mà con của bạn Đạt đã một vài lần mà cháu không có cái như là không có giữ được đứa bé hoặc là một vài lần sảy thì là nó tốt, nhưng mà cái cung này cũng báo hiệu một điều, có nghĩa là nếu như trường hợp mà con gái của Đạt có thể lên sa bông một hai lần thì có anh chị em khác dòng thì cái yếu tố này nó lại nhẹ đi khá nhiều, nên cái này rất là khó để nói chính xác trường hợp nó cụ thể như thế nào. Đối với mình nữa thì mình có thể nghĩ là trong trường hợp cô bé này mang thai thì phải cực kỳ cẩn trọng, ít đi lại ở nhà dưỡng, với lại bạn Đạt coi lại cái thời gian mình chỉ cách tính mà nếu như là tiểu hạn, rồi từ tiểu hạn mình tính ra từng tháng thì mình đếm vào tháng âm, những tháng mà đi qua những sao gặp thiên không địa kiếp rồi các sát tinh á, thì những cái tháng đó lên cho bạn ấy cho con mình ở gần bệnh viện một chút, ở lại mình lo cho vấn đề, nghĩa là trong trường hợp bất ngờ chuyện xảy ra có thể đưa đấy xảy thai thì mình lo trước thì nó đỡ hơn rất nhiều, thì mình có thể cứu đứa bé. Thì tất cả những sao này nó sẽ tạo lên cái cảm giác cũng như là mọi người luôn luôn lo lắng và người mẹ luôn luôn lo lắng cho con cái mà sợ thế này thế kia đủ thứ, thì nó cũng đỡ đi các sát tinh nó tụ về. Đó là cái phần ý của mình, xin phép mời trả lại cho bạn Josie nha. Dạ vâng, cảm ơn lại bạn Phi. Bạn Phi biết sao không? Hồi sáng lúc mà gửi cho bạn Phi những cái câu hỏi này á, thì cái câu của bạn Đạt á, thì mình đọc lính quýnh sao không biết, là người ta viết là em gái mà Rosie lại nói thành là con gái à, nhưng mà đọc lại bây giờ thì bạn Đạt nói đây là người em gái của mình à, đây là cái sai lầm trong vấn đề đọc. À, cái text chat của các bạn này bạn Đạt thông cảm là cái đầu tiên. Cái thứ hai á, là nãy giờ bạn Phi có trả lời cái cung tử tức rất là chi tiết, thì nói chung là bạn Phi nói đầy đủ hết rồi. Mình chỉ thêm một vài ý trong cái lá số của cô em gái bạn Đạt là như thế này. Cái lá số này rất đẹp cho bạn Đạt nha. Cái người này á, là người mệnh kim, mệnh lại đóng tại cung kim.
trong tam hợp của mình luôn là đầy đủ hết, rất tốt. Nằm trong tam hợp thân tí thìn, đây là cái người mà mệnh đắc được ba vòng lộc tồn, thái tuế và trường sinh. Và các bạn nên nhớ đây là người tuổi canh thìn, lộc tồn an ngay tại cung mệnh, lại là cái lộc tồn chính danh. Người mệnh kim mà gặp tuần thì nó lại phát được cái tiếng tâm trong cuộc đời của mình nó có. Tuy nhiên tại vì cái thân mình cư quan mà lại tử vi cư tí á, thì kiểu gì trong cái đường quan trường của mình cũng chỉ nên làm phó thôi, thì nó tốt hơn, nó vững bền hơn rất là nhiều. Trong công việc không nên làm những cái chức vụ mà nó quá ra mặt. Tại vì mệnh mình gặp tuần mà tử vi cư tí, thì nên ở cái thế gọi là thứ hai, để người khác làm những cái công việc gọi là đưa mặt mũi ra, đứng mũi chịu sào, thì cái cô này lại mệnh rất tốt, lại giữ vững được cái tài chánh của mình. Thì đó là cái lời khuyên đầu tiên. Trả lời qua cái phần cung tử tức á, thì hồi nãy bạn Phi có nói thì đúng, đây là cái lá số của những người họ hơi bị hiếm con một chút, số khó. Cái cung mệnh của mình ăn được cái thế gọi là tam hóa liên châu, đúng cách nha các bạn nha. Tại vì người can canh lại ôm ngay con hóa quyền tại cung mệnh mà giáp hai bên là khoa lộc, rất tốt. À, thì cái số này là sau này sẽ có con thôi. Nhưng mà đứa con của mình, cái đầu tiên là nhiều khi giữa mẹ với con không có được nhiều cái hợp với nhau cho lắm. Có những cái kỹ, có những cái hình ở chung thì thấy nó thương nó, nhưng mà lo lắng cho nó thì lại, nếu mà lo lắng quá, quá cái sức lo lắng đi, thì nhiều khi gây cái áp lực cho con cái. Thì lớn lên nhiều khi con nó lại không thích ở chung với mình, là đúng số. À, cái người phụ nữ trong cuộc đời của mình nhiều khi mình cũng không được hợp lắm, mình hợp với anh mình hơn, mình hợp với ba mình hơn, ví dụ như vậy, là cái lá số của cô này như vậy. Nhưng mà đây là cái lá số tốt về đường công danh cũng như là về tài chính thì không phải lo, về con cái thì hơi ít con một chút, cho nên để đẻ một đứa là được. Thích hợp với những cái ngành nghề ví dụ như tư pháp, tài chính, kinh tế là tốt lắm đấy. Bạn Phi còn có cái ý gì cho cái cô bé trong cái lá số này không? Mình nghĩ thì trước sau cô bé này cũng sẽ có con thôi, tại vì Thái Âm rất thích hồng hỷ. Ở đây có sao phúc nếu tụ về nữa thì ở đây chắc chắn là mình ở hiền, mình sẽ gặp lành thì chắc chắn là mình sẽ có con. Còn mọi chuyện nó xảy ra thì sẽ xảy ra bằng cách này hay kiểu khác, thì mình lo trước thì nó đỡ hơn rất nhiều. Đó là cái phần bí của mình. Dạ vâng, cảm ơn lại bạn Phi. Câu hỏi số 3 của một bạn có tên là Dung Mỹ hay là Mỹ Dung gì đó, thì mình nghĩ đây là một người phụ nữ, tại vì tên Dung mà mình nghĩ chắc là người nữ. Thì bạn Dung đầu tiên đó là khen bạn Phi nè, chú Đức nè, Rosie là luận hay, và mong là có duyên đó thì được luận cái lá số cho con gái của mình. Thì đây là người bạn nữ này là tên Dung, muốn hỏi cho cái người con gái của mình. Người con gái thì lại là mệnh phát quân cư tốt, sinh vào ngày 29 tháng 8 năm 92 dương lịch, vào lúc 22 giờ 10 phút tại Việt Nam miền Trung. Thì đầu tiên đó là Dung muốn hiểu thêm để trải nghiệm coi cái lá số của con gái mình như thế nào, tại vì đây là cái người thân nhất trong cái cuộc đời của mình. Và chúc cho Giáng sinh Rosie chú Đức gặp được nhiều những cái vui vẻ, những cái an lành. Đó, thì đây là cũng là một cái câu hỏi mình cũng hình như là cũng hơn một tháng rồi, hôm nay mình mới xếp lịch để trả lời cho bạn Dung được. Thì mình có hỏi lại bạn Dung là bạn hỏi cái câu hỏi gì chính trong cái lá số của con gái mình, thì Dung nói là Dung muốn hỏi về cái đường tử tức là 1, tình duyên là 2. Thì bây giờ có bạn Phi tại đây, thì nhờ bạn Phi nhìn qua cái lá số và cho bạn Dung một số những cái ý trong cái lá số của con gái này ha. Dạ mời bạn Phi. Thì mình cũng mới nhận lá số. Thường thì những người phụ nữ mà ăn sao phát quân và có tuần thì đó đi khá nhiều, khá tốt. Thì càng lớn tuổi thì cái cung mệnh nó càng tốt lên. Thì thân của cô bé này thân cư vào cư phu, ăn sao liên tinh thì ở đây nhé, và nhìn cái thế là mình thấy ăn được cái vòng thiên thời. Thì cô bé rất quan trọng kịp kết hôn. Thì ở đây là thì cái mệnh cô bé này là mệnh kim, nên khi gặp cung phu thê, gặp ở đây là kim cung, nên cái trong cái tình cảm hai người sống với nhau khá bền. Nhưng mà tại vì cái sao liên kinh đó, nó khắc ngược lại cái bản mệnh mình, thì cái người chồng tương lai có một chút yếu tố gì đó nó hơi thiên về đạo hơn. Còn cô bé này là sao liên kinh, nó chủ về cái cung phu thê của cô bé này, thì cô bé này có khuynh hướng, có nghĩa là sẽ yêu thương cái người chồng của mình, và coi như là có một cái tâm lý coi như là dù anh ấy có làm gì mình thì mình cũng không bỏ anh ấy. Cái yếu tố nó xảy ra như vậy.
Thì nhìn ở đây thì thấy là hai vợ chồng này khá là hưởng thụ. Và đối với thái tuế cư khung phu thì ta thấy một điều là cô bé này rất quan trọng về chồng của mình. Nên nếu có chuyện gì xảy ra thì cô này hay giấu giấu cái cho người ngoài không biết được thì đúng hơn. Thì mình nhìn ở đây thì cái sự đánh phá của thiên hạ vô cái cung chính cung thì không 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 tệ, nhưng mà ở các cung khác chiếu về thì khá là nhiều sát tinh. Ta thấy là cái trong hôn nhân của mình báo tố phong ba bên ngoài nó dồn dập lắm, nên nên cô bé này cần cần cái sống trong gia đình là mình sống chậm và có một cái sự điều hòa trong gia đình tốt nhất đó. Thì đã riêng về cung trực tức thì mình thấy đây là có quốc ấn này, bộ hồng hỷ này, thì ở đây nhìn thế nào thì có âm dương chiếu, mình chắc chắn là cô bé này sẽ có con. Ở đây cái cung này nó không 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 có sao sát tinh nên không báo hiệu cho thấy là có chính chuyện mà buồn thương xảy ra cho con cái mình, thì chắc chắn mình có con. Nhưng mà ở cái thế vô chính hiệu là mình có trong tình huống bất ngờ, nên nếu mà làm bố mẹ thì nhiều khi là con mình bất ngờ mà có thai hay gì đó, hoặc là chưa chuẩn bị hết mà bất ngờ có cháu thì đó là một cái niềm vui. Vì quốc ấn hôm nay ấn định là chắc chắn là sẽ có cháu, mà cháu mình sau này sẽ rất là giỏi nhé, ở đây sẽ rất là giỏi. Thì tiếp phép gửi lại cho bạn đô xì, em chúc ý. Ok, dạ vâng, cảm ơn lại bạn Phi nha. Cái lá số của cô bé con của bạn Mỹ Dung á, thì Mỹ Dung để ý hai thứ là mình phải cần chỉnh lại chút. Đầu tiên là cái bộ tứ hóa của nó, thì bé nó sanh vào cái năm 1992, tức là bé là tuổi Nhâm Thân. Thì đây ở trên màn hình thì mình có để lại, mình có chụp lại cái cuốn vở mình lưu lại. Thì An tứ hóa của người can nhâm là hóa lộc đồng cung với con sao thiên lương, hóa quyền được đồng cung với tử vi, tả phù nghĩa là tả phù hữu bệch đó các bạn, thì tả phù được đồng cung với hóa khoa và hóa kỵ được an cùng với con sao vũ khúc. Cho nên lúc này cái lá số của bé là cái con sao hóa khoa đó, phải an vào cái cung phụ mẫu thì mới đúng. Đó, thì nghĩa là phụ mẫu của bé có hóa khoa, phúc đức chỉ có con sao hóa kỵ thôi là mới đúng cái lá số của cô này về vấn đề tứ hóa. Cái thứ hai là bé là người dương nữ, thì cái con sao kình đó, nó đóng ở cung mệnh chứ không phải là sao đà nha. Kình dương đóng tại mệnh chứ không phải Đà Lạt, đó là hai cái mình cần phải lưu ý. Bé là người tuổi Nhâm Thân, thì nhâm nó là thủy mà thân đó, thì nó lại là kim, cho nên đây là cái người mà chi nó sanh cho can, đây là cái số may mắn. Phá quân ở cung tốt mà gặp tuần lại tốt. Nhất là khi mình lại người mệnh kim. Trở về lại với cái câu hỏi đường tình duyên của con gái của Mỹ Dung á, thì cái đầu tiên mình là người mệnh phá quân. Phá quân nó chủ về cái vấn đề hôn nhân gia đình rồi, mình lại là người mệnh kim, kim nó sanh cho thủy, mình phải vất vả trong cái vấn đề hôn nhân là chắc chắn. Cái thứ hai nữa là mệnh mình có địa kiếp, phúc mình lại có địa không mà lại có hóa kỵ nằm ngay cung phúc. Cung phu của em nó là người thân cư phu mà, thì phu lại có liêm chinh thuộc hành hỏa, nó khắc với cái mệnh kim. Ở ngay cái cung phu đó lại có Ryu Y, là có Thái Tuế, có Tiểu Hao mà lại có sao Tuyệt tại đây. Thì một chút nữa mình sẽ giải thích những cái bộ sao đó. Và cái nhất là khi mà người phụ nữ, Chu Đức cũng hay thường nói là cung quan mà gặp tuần triệt thì cái vấn đề hôn nhân, cái duyên phận vợ chồng thường nó hay gặp những cái lận đận lắm. Ở cái số này cái đầu tiên là bé trễ, chậm lập gia đình là đúng số. Lập gia đình sớm á, thì những cái bộ ví dụ như là Tiểu Hao, Ngộ Tuyệt rồi đi chung với bộ Riêu Uy Thái Tuế, thì trong cái vấn đề quan hệ hôn nhân vợ chồng hay gặp những cái gây gổ không có thuận hòa, hoặc là mình gặp những cái người mà tính họ hơi keo, hơi bủn xỉn một chút, lại có một chút gì đó có tính trăng hoa đó, thì nó lại không hợp với mình. Trên đây là cái số muộn lập gia đình là tốt, mà cái số của bé con của Mỹ Dung á, mà nó đi xa là đúng số lắm nha. Rất là đúng số. Tuy nhiên nếu mà nó gặp ai á, mà người ta có một cái lần ví dụ như tay gian dở rồi á, mình lập gia đình mình là người thứ hai đến với họ thì nó hợp hơn. Và nhất là nếu mà nó gặp được một cái người mà họ làm về quân y là một nè, dính dáng đến pháp luật, hành chánh, luật pháp, hoặc là những cái vấn đề về y tế thì nó hợp, nó phá được rất là nhiều những cái bộ sao trong cái cung phu thê của nó. Mà số bé này tính lại hơi ngang chút nha. Hóa kỵ đóng tại cung phúc thì cái tâm của nó thường thường nó hay lo, không hay nghĩ xa đó, lại mệnh lại ôm con tang môn nữa đó, có nhiều cái bộ sao cũng cũng rất là lận đận trong vấn đề tình cảm. Cái số này vào cái năm khoảng từ 32 nè, 33 thì có nhiều cái cơ hội
ánh sáng tốt trong vấn đề tình cảm thì lập gia đình hai cái năm đó rất là tốt. Nếu mà bé để quá, ví dụ như vào năm 34 á, thì ở cái hạn này nó có nhiều cái vấn đề. Ví dụ như nếu mình có lập gia đình thì mình hơi cô đơn, mình hay gặp những cái vấn đề nó hơi bị stress. Đó là cái năm 34 nó lập gia đình vào những năm đó. À, còn cái cung tử tức á, thì số này là số ít con. Đẻ một lần thôi mà có hai khả năng. Đầu tiên nó là bé đẻ một lần được một đứa gái, hoặc là bé đẻ một lần nhưng mà được sinh đôi, à, cả trai lẫn gái. Thì đó nó cũng là cái cách mà ví dụ như là cái cung tử của con gái của Mỹ Dung nó có những cách đặc biệt như vậy. Cái số này nha, để coi nếu mà bé làm về hành chánh, luật về kinh tế rất là tốt. Khuyên nó nếu nó học được những cái ngành về luật kinh tế, nhà nước còn rất tốt với nó. Số từ 34 trở đi mà nếu mà có lập gia đình thì lập gia đình với một cái người ở nước ngoài. Có một cái kiến thức này cũng hay lắm mà mình cũng muốn chia sẻ với các bạn. Có bạn Phi ở đây rồi, lúc trước mình cũng có nói chuyện với bạn Phi, mình nghiệm lý thì ở đây chưa có sách vở, họ chưa có nói đến, nhưng mà nghiệm lý của riêng mình thôi thì mình với bạn Phi cùng đồng ý là những cái người mà thân cư phu thê nha các bạn, thân thân cư phu thê mà họ đi nước ngoài thì có hai cái yếu tố. Đầu tiên nếu mà họ đi nước ngoài thì thường là họ lập gia đình với một cái người nào ở bên đây, người đó giúp đỡ cho họ có cái cách để họ ở lại, thủ tục luôn trên vấn đề pháp lý. Hoặc là người này đi sang nước ngoài rồi sẽ quay lại cái một cái vùng đất mới để giúp đỡ cho cái người phối ngẫu của mình đi qua định cư với mình. Là nó hai trường hợp hay xảy ra như vậy lắm. Có nghĩa là cái người thân cư phu thê thường là hay được người phối ngẫu mình giúp cho mình ở lại. Và bản thân của mình nếu mà không cần họ giúp thì mình sẽ lấy một cái người phương xa rồi mình làm giấy tờ cho họ ở lại với mình. Thì cái đó là cái người mà thân cư phu thê mà đi xa là hay gặp những trường hợp như vậy. Nếu mà lập gia đình được như vậy là ứng cái số lại rất là tốt. Cái năm từ 34 á Dung cho đến 43 mà bé nó sanh con nó ở nhà thì khuyên nó hoặc là gia đình nên giúp cho nó mua tạo dựng bất động sản, thì cái số này may mắn lắm. Tạo dựng bất động sản từ những cái năm từ 34 trở đi nha. Rồi cái nó một chút qua cái cung phụ mẫu một tí. Thật ra là mình rất là cảm mến cái bạn Mỹ Dung. Không biết là bạn là nam hay nữ nhưng mà bạn thường hay để lại những cái lời nhắn, những cái câu cảm ơn hay là chúc vậy đó, làm cho mình có những cái động lực ha bạn Phi hả? Có những cái động lực mà nhiều khi mình làm này theo cái cảm hứng mà có những cái lời khuyến khích, có những cái lời động viên của các bạn đó, thì làm cho mình thấy nó vui, mình thấy cái công việc mình làm nó có ý nghĩa. Cho nên là cũng cảm ơn cái lời động viên của Mỹ Dung. Thì ngay lúc mà bạn hỏi về cái lá số của cô con gái của bạn đó thì mình nghĩ trong đầu, tại sao bạn không hỏi cho bạn mà bạn hỏi cho con bạn? Thì có nghĩa rằng là cái người bạn quan tâm hơn bản thân mình là chính là đứa con của mình. Thì cái điều này là một cái điều rất là đáng quý. Song song đó thì mình suy nghĩ lúc mình chưa lập cái lá số của cô bé này nha, thì mình nghĩ chắc là cái cung phụ mẫu của cô này hay sẽ có những cái bộ sao, đầu tiên là quan quý là một, hoặc là hóa khoa. À, thì đúng y rằng là khi mình lập lên nó là tứ hóa, cô này an sai. Cái cung phụ mẫu cô này là có ân quan trong tam hợp, à, trong cái tam hợp hợi mão mùi mà lại cũng có con sao hóa khoa ở đây luôn đó, lại có quan quý nữa thì đúng. Có nghĩa là cái cô này là kiểu gì có thể là không ở gần bố mẹ đâu nhưng mà lúc nào cũng được một trong hai song thân, chỉ được một trong hai, ví dụ như vậy, là thường hay có những cái vấn đề thần quyền lo lắng cho cô, vấn đề chăm sóc hỏi han suy nghĩ đến cô nhiều. Đó là cái cô này được phước báu của bố mẹ, một trong hai người nha. Rồi cuối cùng là hy vọng là trả lời được cái phần tình cảm và tử tức cho cái cô con gái của Mỹ Dung. Mình chúc cho Mỹ Dung cũng như cùng với gia đình nhiều sức khỏe, nhiều bình an. Tử vi thì nó dài lắm. Cứ từ từ mình nghiệm, mình học tiếp, mình trải nghiệm xem rồi có những bộ sao nào mà Dung không hiểu nữa thì mình tiếp tục mình chia sẻ những cái phần sau. Bạn Phi còn ý gì nữa không? Tình thêm một cái ý, có nghĩa là cái này là bố mẹ thì cung phụ mẫu anh sao lộc, có nghĩa là bố mẹ cũng tương đối khá giả, nhưng mà bố mẹ thì rất chi li tài chính với con cái. Nên ví dụ như vậy, hạn tầm 34 đi, cô bé là bắt đầu kinh doanh thì nên tạo cơ hội và đầu tư cho cô bé ấy thì tốt hơn. Từ thân phần thông thì con mình sẽ hơi khổ chút.
đó là phần góp ý của mình Ừ, dành cho chị Dung thôi. Ok, cảm ơn bạn Phi. hết. Rồi một bạn kế tiếp có cái nickname là đẹp dai mà vẫn buồn à, nghe cái nickname thôi là chúng ta cũng thấy người này cũng có cái phần tếu tếu đúng không, thích giỡn thích vui. Rồi thì em đẹp dai này là một cái người mà hay để lại những cái câu thơ bạn bạn Phi, là để lại những cái lời thơ rất là lai láng trữ tình, cảm giác rất là xương khúc ở trong cái cung mệnh của mình. Thì đây là anh chàng mà mệnh liêm tham đóng tại cung tỵ các bạn. Thì em đẹp trai hỏi như thế này, hỏi là chị Rosie ơi, em muốn biết là liệu sang năm em có lấy vợ được hay không? Muốn biết tường tận nó như thế nào, tại vì có người thì bảo là em lấy vợ vào năm Sửu nè, có người thì lại bảo là lấy vợ vào cái năm Dần. Mà bố mẹ em thì già rồi, hối thúc em nên lấy vợ đi cho yên bề gia thất. Thì em thì cũng quen được một vài người nhưng mà nó cũng đại khái là nó không có đi đến đâu á. Thì bây giờ em hỏi là coi cái đường tình duyên của mình 2 năm tới là có lấy vợ được hay không. Em sanh vào ngày 11 tháng 3 năm 91 là dương lịch nha, giờ Dậu 17:30. Thì bây giờ mình mời bạn Phi cho vài ý cho em đẹp trai nha, mời bạn Phi. Năm nay là 31, năm Sửu, bữa này là sinh tuổi Tân Mùi. Chí Sửu, năm nay là năm Sửu, năm nay cưới được. Nếu năm nay cưới thì sang năm sẽ có con sẽ khá là, mọi người sẽ hưởng cái niềm vui về con cái khá là hạnh phúc. Thì nếu mà để cha vẫn buồn tính kết hôn năm nay thì cưới đi. Tại vì năm nay dù sao trong tam hợp của mình về tới tam hợp của thiên thời của đời mình, hay sao thiên tướng có long phục thì báo hiệu cái sự tình trạng hôn nhân kết hôn có thể xảy ra. Nhưng mà sang năm thì vẫn đẹp, nhưng mà sang năm lại là ăn cái song hao ngộ đào hoa chiếu ngộ hóa lộc nữa, thì sang năm có khá là nhiều đam mê, có khá là nhiều hưởng thụ. Nếu cưới sang năm thì cực kỳ tốn tiền, tốn hơn năm nay. Năm nay thì hơi mang tiếng một chút, nhưng mà năm nay nó đỡ hơn vì dù sao nó nằm trong cái thế một cái năm của cái tiểu hạn thiên thời, thì mọi thứ nó qua rất là nhẹ, lướt lướt qua. Dù nó có bị chuyện gì đó mà mình cảm thấy khó chịu bực mình, nó cũng nhẹ hơn những năm khác. Nhưng sang năm thì ok, nhưng mà sang năm thì tốn tiền đấy nhé, tốn tiền khá nhiều và gặp khá nhiều chuyện bực mình thì tuy, nhưng mà dùng cái chuyện mà tốn tiền đó cho việc mà chăm sóc con cái hoặc đồ nhà đồ cửa trong sang năm tới thì nó tốt hơn. Dù sao thì sang năm đó là cái năm Sửu đó, cái năm năm Sửu là năm nay, thì sang năm sẽ là năm Dần, năm Dần ăn tử môn nhức đầu. Ok, đó là ý của mình, xin phép mời lại bạn Rosie nha. Dạ vâng, cảm ơn lại bạn Phi nha. Chào lại em đẹp trai, chào nhà thơ. Trả lời luôn vào cái hạn lấy vợ cho em á, thì cái năm 31 tuổi là cái năm 2021, tại sao em lại không lấy? Nếu mà đẹp trai đã có cái đối tượng mà mình thích, có cái người mà mình gọi là yêu á, mà mình đang đeo đuổi hoặc là người yêu của mình á, thì hai người nên lập gia đình ở cái năm này. Là cái năm Sửu là rất đẹp để lập gia đình, nó có nhiều cái thuận lợi cho mình. Đó là cái trả lời cho em là năm Sửu là năm 31 tuổi nha, 31 tuổi âm, lấy đi. Rồi, đó là cái thứ nhất. Nói một chút xíu trong cái cung phu thê cũng như là cái lá số của đẹp trai một tí, thì mình là người tuổi Tân Mùi. Thì đây là cái người mà nó vững lắm à, tại vì cái can và cái chi nó cùng cái hành thổ với nhau. Mình thích cái gì, mình muốn cái gì, mình ra đường mình vận động là mình sẽ làm được à. Cái cung thê của em nó rất hợp với cái lá số của em. Thiên phủ nó thuộc hành thổ mà em cũng là người mệnh thổ nữa, thì đây là cái kho giữ tiền cho mình là đúng rồi. Thì cái tâm trí của em là thôi thì lấy vợ để an bình, để mà coi như là có người mà giúp đỡ hoặc là lo lắng thu vén cho mình, là cái cung thê của em có những bộ sao đó. Nhưng mà ở cung thê của em lại có bạch hổ phi liêm, có những cái bộ sao như thế này thì em phải nên nể vợ một tí nha. Là sẽ rất hạnh phúc. Còn nói về cái gọi là cái đối tượng người phối ngẫu của mình á, thì đẹp hay xấu ở đây chị không bàn đến nha. Nhưng mà chị chắc chắn với đẹp trai á, là cái người phối ngẫu của em kiểu gì cái cô này cũng phải là cái người nhìn sang, nước da trắng trắng xinh xinh,
Cái khuôn mặt sáng, người nhìn nó rất là sang, thì đây là cái cung thê của em, nó nổi lên những cái bộ sao như vậy. Em á, mà ra đường lịch lãm, tại mình là dân điếu khách mà có liêm tham, thì cái cô này cũng không kém phần đài cát đâu. Đó, hai người rất là hợp với nhau. Cái năm 2022, có nghĩa là nếu mình lập gia đình năm 21, nghĩa là 2021, thì cái năm 2022 thì sanh con lại rất là tốt. Đó. Ở cái hạng từ 32 đổ đi nha, thì cái này chị nói nó có thể là nó hơi xa một tí, nhưng mà chị nhắc thì tại vì tử vi mà nó có những cái tương lai, thì em dễ gặp những cái cảnh nó hơi rối rối bời một tí về vấn đề mớ bồng bông ở bên ngoài, cho nên bản thân của mình là phải liệu hồn chân trong chân ngoài là dễ chết lắm đấy, hứa hẹn ý thôi, tại vì cung tự tức của mình có không kiếp đó, thì nói nhẹ như vậy là để đẹp trai lưu ý. Rồi thì chúc cho em những cái năm sắp tới của em đạt được những cái nguyện vọng mình muốn. Nếu mà đã có ý chung nhân rồi thì nên lập gia đình ở cái năm này, và những cái năm tới là lo lắng cho con cái rất tốt. Rồi chúc cho đẹp trai những cái bước đường kế tiếp, em gặp được những cái hạnh thông, những cái vui vẻ và may mắn, và sớm nghe được cái tin vui của em. Bạn Phi còn có ý gì nữa không, hay là mình qua cái câu tiếp? Thôi mình qua câu khác cũng được. À, câu hỏi kế tiếp là của một bạn tên là Nhung Trần. Thì cái bạn này là cái bạn mà có cái ngày birthday hôm ngày mùng 6 đó bạn Vi. Nhưng mà tại vì bạn để cái lời nhắn lại nó quá sát ngày đi, mà mình có hỏi lại bạn Nhung á, là bạn hỏi cái câu hỏi gì chính trong cái lá số của mình thì Nhung lại không trả lời. Có thể là tại vì không có check cái message của mình thường. Thì đại khái là bạn Nhung hỏi là có thể nào coi giùm cái lá số tử vi và cho cái ngày là ngày mùng 4 tháng Giêng năm 1773. Và cái này là mình cũng thấy ngạc nhiên, là nếu mà sinh năm 1773 năm nay mấy trăm tuổi. Thì mình đoán là chắc là Dung viết sai, có thể nói là năm 1973, nghĩa là mình sinh năm 73. Đó thì có gửi cái lá số cho bạn Phi, thì đáng lý là những cái câu hỏi mà nó viết không đúng như vậy và không đủ cái thông tin, là không nói là mình muốn hỏi cái gì trong lá số, thì thường là mình sẽ cho qua, mình đợi khi nào mình confirm nó đủ thông tin mới trả lời. Nhưng mà thôi thì birthday của Nhung vừa mới qua 2 ngày trước, thì mình nghĩ cũng cho Nhung một vài cái lời khuyên nói về cái hạn nó như thế nào hả bạn Phi hả? Vậy thì mời bạn Phi trước nha. Thì không biết là bạn ấy hỏi cái gì ta. Không không biết nữa bạn Phi. Có nghĩa là bạn Nhung chỉ để lại cái lời nhắn là nhờ xem dùm cái lá số tử vi, tại vì đến ngày birthday rồi, nhưng mà lại không có nhắn là hỏi cái câu hỏi gì cụ thể. Thôi thì bạn Phi cho được bao nhiêu ý thì cho ha. Mời bạn Phi. 49 tuổi, đang trong đại hạn là gặp cung tài gặp liêm sát, nó sao tới phá, vậy là đại hạn này bị thế thiên thời khắc nghịch, mà người này đang trong hạn có thất sát thiên phủ chiếu, mệnh thì lại có bú khúc hóa lộc, người này tay kiếm tiền khá tốt, người này giỏi giang nhưng kiếm tiền, nhưng mà dù sao cũng là điếu khách của thiên má nên kiếm tiền hơi cực. Mình cầm con thiên má mà hành mộc, mà mệnh mình là mình hành mộc mà con thiên má của mình hành thủy, thì sinh mộc nó tốt cho bản mệnh mình, có nghĩa là đường đời của mình làm mọi thứ nó dễ dàng lắm, suôn sẻ lắm. Thì cái thân mình lại ăn thế ngược lại là thiên tướng, thì hành động và suy nghĩ khác nhau. Khi mà trước khi làm thì mọi người thiếu tin tưởng, nhưng mà khi làm thì đạt được nhiều cái hay. Thì cái hạn người này đi thì tất nhiên là về tới hạn tới phá, thì nên mình có một cái gì đó mà không có xử lý tài lòng được, nhất là mình trùng phùng có sao hóa cái ý chiếu về ở đây thì hơi mệt mỏi một chút. Ở đây thì nhưng mà cái đại hạn này ăn được xương khúc này, thai tọa này, khá nhiều cát tinh, trong khi sát tinh nó ngồi triệt là cung phúc, không có phá được cái cung tài của mình, thì 10 năm này tương đối tốt, nhưng mà trông thấy vất vả vì mất đi thiên thời. Vẫn là người là mệnh mộc thì cả 2 sao, một sao hành hỏa, một sao gặp xuất sát, thì cái thiên hạ gặp mình đó, làm cho mình cũng vất vả lắm. Những người mình tương tác nó luôn luôn làm cho mình hơi khó chịu, không có hài lòng được. Đó là cái xã hội sống nó tương tác với mình. Nên cái người này trong cái hạn này cẩn trọng chút. Mọi thứ nó sẽ không có thành tựu lớn như những năm trước. Thì mình lên làm ăn mọi thứ mình nên gom lại. Tuy là cái hạn này mình casting nhé, cơ hội tới với mình nhiều lắm.
nhưng mà càng làm càng vất vả vì muốn kiếm tiền nhiều thì cực hơn bình thường, đó là do cái tùy nhung. Còn nếu như nói thì người này dù sao cũng là anh không phá quân là mấy, nên cẩn thận càng về già thì anh xin lương cũng đặt ách, nên về những vấn đề làm đẹp thì phải cẩn thận một chút vì giờ già mình rất thích người phát quân rất thích làm đẹp, nên càng lớn tuổi thì không nên làm đẹp đỡ hơn, dù sao mình có con đà la vậy nó phá đi đó, thì đó là một phần ý cho một hai đại hát. Thì cái này là nếu như mình coi lá số thì mình phải cần có thời gian, còn mới gửi cho mình mà kêu mình nghiệm liền thì hơi khó. Thì cái năm mà anh được xương khúc này, nếu mình là người làm kinh doanh á thì xương khúc nó sẽ giúp cho mình kinh doanh buôn bán phương xa, thế là như là buôn bán xuất nhập khẩu cho nước ngoài khá tốt, thái tọa thì khá là nhiều người biết đến mình, nên trong hạn này cũng là cái hạn mà mình ra đời thích ca hát, thích thích đi nghe nhạc hưởng thụ khá tốt. Bây giờ hạn này cũng là cái hạn mà mình gặp khá là nhiều anh chị em trong giới văn nghệ sĩ để khỏe vào đó cũng khá là hay. Thì đó là cái phần lý của mình. Ok, xin phép gửi lại cho bạn Josie nha. Cảm ơn bạn Phi. Bạn Phi nói rất là hay, rất là chi tiết ở cái lá số của Nhung. Thì Nhung không có để lại cái lời nhắn là muốn hỏi cái câu hỏi gì chính trong cái lá số của mình, thì ở đây mình chỉ tập trung vào nói cái hạn đi. Thì đầu tiên á, là cái năm 49 tuổi là cái năm này nè, thì Nhung sẽ tốn một cái số tiền nào đó về vấn đề ví dụ như thuốc men, bệnh tật cho cái người thân trong gia đình của mình nhiều hơn. Mình cẩn thận về vấn đề giấy tờ, pháp lý, thủ tục là hay bị dính ở cái năm nay lắm Nhung nha. Nhung là cái người sanh vào cái năm 73, là mình là tuổi Quý Sửu. Thì năm Dần nè, năm Mão là những cái năm mình thường hay lo cho con mình hoặc là lo cho cái người phối ngẫu của mình. Từ 42 cho đến 52 là những cái hạn về vấn đề gia đình thường hay gặp những cái lục đục dễ ảnh hưởng cái quan hệ hôn nhân là đúng cái số này. Thì ở đây á, mình khuyên Nhung á, là nói ít thôi. Có chuyện gì thì chuyện đúng sai nó cũng không thành vấn đề. Ở riêng cái năm 49 này là nên nhịn đi. Càng nhịn á, thì mình lại càng lợi hơn về phía sau. Đó, nói nhiều là sẽ gây càng nhiều phiền phức hơn. Nếu mà làm ăn buôn bán ở cái hạn từ 42 cho đến 51 á, thì lại thuận lợi. Khúc đầu đúng là có vất vả nha, bôn ba lắm, nhưng mà sẽ thắng trong cái gian khổ. 10 năm 42 tuổi cho đến 51 tuổi thì sức khỏe của bản thân mình không đến nỗi tệ lắm. Có bệnh rồi thì cũng sẽ qua thôi. Riêng cái vấn đề tình cảm gia đình là phải phải coi lại. Cho nên ở đây mình khui nó là nói ít thôi. Nhìn nhường nhịn nhiều hơn, tu dưỡng về vấn đề tinh thần nhiều hơn thì từ từ nó sẽ qua, mà ở những cái lúc mà mình cãi nhiều thì cuối cùng mình cũng chẳng đi đến đâu đó, thì mình lại cảm thấy mình mệt thôi. Thì cái đó khuyên Nhung là nên như vậy. Rồi cuối cùng là chúc cho Nhung cái bước đường kế tiếp, những cái năm sau nữa mình sẽ càng thành công, càng vui vẻ hơn. Chào Nhung nha, happy birthday Nhung. Mình nghĩ chắc tới thời gian để mình đi coi banh Super Bowl rồi, nên mình tạm dừng ở đây đi. Mình dừng Ơn dành thời gian cho ngày mai. dạ ơn Ngày cảm ơn mai ví Phi. dụ như hết game rồi thì ngay đầu tuần nhiều khi có thời gian rảnh thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn Cảm ơn. và game lý tử vi nhiều hơn chút. Và xin chúc mừng Nhung ngày sinh nhật hơi chế một chút nha. Sinh nhật vui vẻ. Rồi. Rồi, đồng ý. Chúc các bạn có một ngày thật là vui và hẹn gặp lại các bạn vào những cái bài kế tiếp. Chào các bạn.